Chào các bạn, hôm nay thì Dương chia sẻ với các bạn cách nấu hủ tiếu bò viên nhanh và rất ngon luôn. Bò viên thì mình nấu được rất nhiều món, nhưng mà có một số bạn á, ít khi vào bếp. Có số bạn mua bò viên của Thùy Dương, cái nhờ Thùy Dương chỉ cách nấu cái món nào mà nó nhanh mà đã lại ngon. Nên mình chia sẻ với các bạn cách nấu hủ tiếu bò viên chỉ trong vòng 15 phút thôi là đã có tô hủ tiếu bò viên rất là ngon luôn. Thùy Dương cũng mới nấu hoàn thành nè. Ngon lắm, để nấu nước lèo cho từ 4 đến 5 người ăn. Thùy Dương cho 1,5 lít nước vào nồi. Nước sôi cho 100g thịt nạc xay vào. Nhớ thường xuyên vớt bọt cho cái phần nước lèo nó được trong nha. Cho thêm ít củ cải trắng vào cho nó ngon cái phần nước dùng. Sau đó mình sẽ nêm gia vị vào. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mình không thích ăn thì khỏi cho vào, còn Thùy Dương thì nêm một xíu để cho nó ngon. Cho tiếp một muỗng cà phê muối hột. Thêm một viên đường phèn độ 10g nữa. Nửa muỗng hạt nêm cỡ no và thêm một muỗng nước mắm nữa. Là rất ngon luôn rồi. Nấu với thịt bằm là cách nấu nhanh nhất. Nhưng nếu nhà các bạn có thịt gà hay có xương heo thì mình nấu nước lèo nó càng ngon hơn nữa đó nha. Sau khi nêm gia vị mình sẽ cho cái phần bò viên vào luôn. Bò viên này mình có ép chân không nên mình bảo quản rất là lâu. Một bịch như vậy là nửa ký nhưng mà Thùy Dương chỉ nấu phân nửa thôi. Nếu nhà các bạn đông người thì mình cho hết nửa ký, còn Thùy Dương chỉ nấu phân nửa thôi, cho 4-5 người ăn là được rồi. Giờ mình tiếp tục nấu một chút nữa cho cái phần bò viên này nó chín là được ha. Rồi mình đi phi tỏi và hành tím cho vàng lên. Phần hủ tiếu thì trụng qua nước sôi. Bò viên chín rồi mình đi bắt tô hủ tiếu cho các bạn xem luôn nha. Múc nước lèo vào tô, rồi múc thêm 2 viên bò viên nữa. Các bạn thích ăn bò viên nhỏ thì xắt ra ha. Thùy Dương thì để nguyên để ăn cho nó ngọt. Bò viên nó lên cái mùi thơm và ngon quá à. Bò viên này nhà mình làm nên ăn ngon, đảm bảo và chất lượng luôn. Thơm ghê luôn. Giờ mình cho miếng hành ngò lên. Thêm một ít tỏi và hành tím đã phi vàng. Cho vào luôn. Thơm quá. Giờ lấy thêm miếng tiêu rắc lên nữa nha. Thùy Dương phải lấy một trái ớt cắt lên nữa. Thùy Dương ăn cay dữ lắm. Nước lèo nó lên cái mùi thơm và ngon quá luôn. Bò viên thì mình sẽ ăn kèm với phần tương ớt nè. Rất là ngon luôn. Đó, chỉ cần 15 phút thôi là mình đã có cái tô hủ tiếu bò viên rất ngon phải không các bạn? Thùy Dương vừa chia sẻ với các bạn cách nấu hủ tiếu bò viên. Các bạn có ăn bò viên của mình làm thì alo và đặt hàng mình nha. Bò viên mình bán chỉ có 250.000 một ký thôi. Ăn vừa ngon vừa chất lượng và rất đảm bảo luôn. Rồi thì Dương chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn nha.